là những cái trang sức cao cấp vàng 18K O750 kim cương thiên nhiên để mà tặng cho người mình yêu thương. Những cái thiết kế độc đáo riêng theo yêu cầu, mang đậm phong cách luxury đẳng cấp đỉnh cao để tặng cho bạn gái thì đó là một điều tuyệt vời. Dù như đeo bô tai mà sỏi chiếc nhẫn vô nhìn nó không có thấy được cái sự gọi là đẹp của khi mình đeo, mình phải đeo như vậy. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu bộ sản phẩm cho ngày 14 tháng 3. Và trước khi chúng ta nói về ngày 14 tháng 3, ngày Valentine trắng, thì chúng ta sẽ quay trở lại trước đó một chút, là ngày 14 tháng 2. Theo như truyền thống bên nước Nhật thì ngày 14 tháng 2 là ngày của các bạn gái mua những viên sô-cô-la để tặng cho bạn trai. Và để đáp lại thì ngày 14 tháng 3 là ngày Valentine trắng ra đời, và các bạn trai sẽ mua những món quà thật là dễ thương, thật là xinh đẹp để mà tặng lại cho bạn gái. Đó là theo truyền thống của nước Nhật. Còn đối với Kỳ Lân thì ngày 14 tháng 3, ngày Valentine trắng, thì các bạn trai, các bác trai, các anh hãy đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để mà tậu cho mình những cái siêu phẩm quà tặng như là bông tai, nhẫn, lắc tay, những viên kim cương. Nói chung là trang sức cao cấp Luxury, Kỳ Lân Luxury là những cái trang sức cao cấp vàng 18K O750 kim cương thiên nhiên để mà tặng cho người mình yêu thương, hoặc là quý khách nào muốn những cái mẫu nào độc đặc, độc quyền và mang đậm phong cách riêng, dấu ấn riêng, những cái thiết kế độc đáo riêng theo yêu cầu, mang đậm phong cách luxury đẳng cấp đỉnh cao để tặng cho bạn gái thì đó là một điều tuyệt vời. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ giới thiệu những sản phẩm để quý khách chọn, xem và tham khảo. Vâng, và theo như quý khách đang nhìn qua màn ảnh và nhìn thấy như thế này thì quý khách sẽ nghĩ đây là cặp nhẫn là điều chắc chắn rồi. Nhưng không phải. Đây là một cặp bông tai. Và cũng xin thưa với tất cả quý khách là cho Kỳ Lân, bởi vì Kỳ Lân đích thân review nên cho phép Kỳ Lân không dùng bao tay. Bởi vì dùng bao tay thường là các bạn nhân viên hỗ trợ Kỳ Lân yêu cầu như vậy, nhưng mà đích thân Kỳ Lân review, Kỳ Lân muốn những cái gì là chân thật nhất, những cái gì thực tế nhất. Giống như là quý khách đang, Kỳ Lân đang review nhưng mà khi quý khách xem á, như quý khách đang là người trực tiếp cầm sản phẩm lên tay vậy. Cho nên là mình phải cầm những cái gì thực tế nhất, mình đưa lên tay hoặc là đưa vào lỗ tai thì nó mới thấy được cái sự gọi là thực tế. Còn cầm bao tay nhiều lúc nó bị vướng che nên nó không có thực tế nhiều bằng cái cầm đơn điệu. Ví dụ như chẳng đi, mình đeo bao tay, mình đeo nhẫn vô mình đâu thấy đồ đẹp đâu. Nó phải kết hợp với màu da. Ví dụ như đeo bô tai mà sỏi chiếc nhẫn vô nhìn nó không có thấy được cái sự gọi là đẹp của khi mình đeo, mình phải đeo như vậy. Đó là vì sao mà hầu như tất cả clip chính thằng Kỳ Lân review thì không bao giờ Kỳ Lân đeo bô tai để phục vụ cho sự chân thành nhất, gần gũi nhất. Chiếc bông tai này là bằng vàng nguyên khối 18K O750 và đến full kim cương. Và lát nữa Kỳ Lân sẽ đeo thử vào lỗ tai của một bạn để mà quý khách dễ hình dung nhất. Hiện tại là Kỳ Lân đang ráo thử thôi nha, Kỳ Lân không có đeo, Kỳ Lân chưa có sổ lỗ. Và lát nữa khi khách hàng đến nhận cặp bông tai này thì khách hàng đeo vào, Kỳ Lân sẽ quay thêm cảnh mà khách hàng đeo cho quý khách xem nha. Đây, cái việc xỏ vào như thế này. Một đầu là lỗ xỏ vào tai, một đầu là cái ngàm giữ lại. Ở sau khi xỏ xong thì chúng ta dần gặt lại như thế này là giữ lại được rồi. Và khi lấy ra thì chúng ta chỉ cần gạt ra là xong. Vâng, và như vậy Kỳ Lân đã giới thiệu về cặp bông tai này xong. Và rất nhiều sản phẩm khác để dành cho ngày Valentine trắng, Valentine ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10. Nói chung là tất cả những cái ngày lễ dành cho bác trai, bác gái, bạn trai, bạn gái, bạn nam, bạn nữ. Rất nhiều sản phẩm, và tất cả những sản phẩm đó đều có mặt tại website của Kỳ Lân Luxury.com. Hoặc là quý khách, các bạn nào, anh chị nào, cô bác nào có những mẫu nào thích và muốn có những mẫu nào độc quyền thì liên hệ với Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ lên ý tưởng và design thiết kế và tạo hoàn thành sản phẩm để bàn giao cho khách hàng, cho quý khách. Hoặc là quý khách có thể kết nối qua Zalo số hotline
cũng là số Zalo là 0901247247. Kỳ Lân sẽ gửi những mẫu và quý khách chọn lựa hoặc quý khách gửi những yêu cầu, Kỳ Lân sẽ đáp ứng. Và bây giờ Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và đừng quên subscribe kênh YouTube này, đừng quên like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao hấp dẫn sắp tới nữa nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.